Một hình ảnh đẹp, cảm động ở phòng trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, những ngày này. Đó là hình ảnh những người trẻ, những ông bố, bà mẹ dắt theo con nhỏ đến xem tranh. Đây là lần đầu tiên một triển lãm về hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19 được tổ chức tại Việt Nam. Một cơ hội hiếm hoi cho người Việt được thưởng lãm 69 kiệt tác của 66 họa sĩ bậc thầy, lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Hà Lan Rijksmuseum. Dù chỉ là dưới dạng trình chiếu điện tử và bản in cũng vẫn là một bữa tiệc thị giác đủ đầy cho người xem. Ánh sáng rực rỡ, những kiệt tác hội họa đến từ Hà Lan còn trở thành chủ đề được nhiều người yêu mỹ thuật đưa lên mạng xã hội với nhiều lời ngợi khen, chia sẻ cảm xúc. Không chỉ là niềm xúc động trước kỹ thuật hội họa bậc thầy của các danh họa cổ điển, mà người xem còn được tận hưởng niềm hạnh phúc của người được xuyên không về với Hà Lan thời phục hưng rực rỡ văn hóa. Những khán giả đi vào chiều Chủ nhật còn được cơ hội nghe hòa nhạc tại sân vườn tuyệt đẹp của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm kéo dài tới ngày 11 tháng 6.